Thưa quý vị, tiếp tục chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ hai về công tác chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đồng chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo sơ bộ danh sách nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và tình hình kết quả kế hoạch triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới. Theo đó, tính đến ngày 14 tháng 3, tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là 11 hồ sơ, trong đó có một hồ sơ tự ứng cử. Các hồ sơ ứng cử đều bảo đảm đủ thành phần theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Về bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh, có 94 trên 100 hồ sơ ứng cử của 70 trên 77 đơn vị giới thiệu ứng cử, 7 đơn vị không có người tham gia ứng cử, một hồ sơ tự ứng cử. Các hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đều bảo đảm tỷ lệ cơ cấu kết hợp cao hơn so với hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, cấp huyện có 460 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trên tổng số 430 người ứng cử chính thức. Cấp xã có 3.739 hồ sơ ứng cử trên tổng số 3.510 người ứng cử chính thức. Việc ấn định đơn vị bầu cử gồm 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội, 11 đơn vị để bầu 52 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 66 đơn vị bầu cử cấp huyện để bầu 261 đại biểu và 559 đơn vị cấp xã để bầu 2.074 đại biểu. Đến thời điểm này, nội dung các công việc của công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đầy đủ, bảo đảm tiến độ theo quy định. Công tác chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp được các đơn vị bầu cử tích cực triển khai theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đúng tiến độ, đúng định hướng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử. Các đại biểu cũng đã thống nhất nội dung các tờ trình của Ủy ban bầu cử và chương trình phần mềm kiểm phiếu bầu cử, trưng tập người nhập phiếu, kế hoạch tập huấn chương trình kiểm phiếu, lập in ấn tài liệu liên quan đến bầu cử, màu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, việc phân công nhiệm vụ quản lý, thực hiện các công việc liên quan đến bầu cử. Tôi đề nghị các đồng chí qua cái buổi làm việc hôm nay đó, tập trung trên cơ sở tất cả cái nội dung công việc chúng ta chuẩn bị làm, rồi chúng ta phải xây dựng cái kế hoạch để tổ chức thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình quy định và đảm bảo lộ trình về mặt thời gian đã định ra, cũng như các cái nội dung yêu cầu báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, yêu cầu các đồng chí báo cáo tình hình là phải đảm bảo kịp thời. Thì qua cái buổi làm việc hôm nay có một số vấn đề là chúng ta chuẩn bị làm và một số vấn đề đặt ra đề nghị các đồng chí quan tâm, thì mong rằng chúng ta phải tập trung toàn bộ cái nỗ lực dành thời gian để thực hiện công tác bầu cử này, đảm bảo là thành công và thắng lợi. Chủ trì phiên họp, ông Nguyễn Văn Thọ cũng đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ và sớm hơn mốc thời gian cuối theo quy định, phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, thành viên tham gia công tác bầu cử. Bên cạnh đó, để bảo đảm tính chính xác trong công tác bầu cử, các địa phương cần tích cực rà soát số liệu về bầu cử, hồ sơ ứng cử đúng quy định. Thưa quý vị, căn cứ quy định của luật số 47 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, thì tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Cụ thể như sau. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, luật tổ chức chính quyền địa phương quy định tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu.
có trên 500.000 dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 70.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Thành phố trực thuộc trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 60.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Về cơ cấu thường trực Hội đồng Nhân dân, thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, trong cơ cấu của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh không có chức danh chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân. Về số lượng cấp phó, trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách thì có một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, quy định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 của các cơ quan tổ chức đơn vị địa phương. Thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ. Theo đó, căn cứ vào biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử của cơ quan tổ chức đơn vị địa phương cho thấy, những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao. Đủ điều kiện giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất về số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15, thì tổng số người được giới thiệu ứng cử là 12 người, trong đó Trung ương giới thiệu 2 người, địa phương giới thiệu 10 người. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có 10 người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Trong đó tái cử là 2 người, người ứng cử là nữ 5 người, người ngoài đảng 1 người, người ứng cử là người dân tộc Choro 2 người, người ứng cử là lực lượng vũ trang 1 người. Đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách sơ bộ 94 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7. Trong đó có 93 người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu, 1 người tự ứng cử, có 21 người tái cử, 35 nữ, 15 người ngoài đảng, 19 người dưới 40 tuổi, 2 người dân tộc thiểu số. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của Hội đồng Nhân dân các cấp tại địa phương, trong tiểu mục Tìm hiểu luật bầu cử hôm nay, luật sư Nguyễn Thị Ưng, trưởng văn phòng luật sư Châu Giang, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dành cho chương trình nội dung cuộc phỏng vấn sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào luật sư Nguyễn Thị Ưng, trưởng văn phòng luật sư Châu Giang, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được hỏi luật sư về Hội đồng Nhân dân là giữ vị trí cũng như vai trò như thế nào ở địa phương ạ? Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân do nhân dân bầu ra tại địa phương. Hội đồng Nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan quyền lực nhà nước cấp trên. Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề
của địa phương về pháp luật cũng như là giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật tại địa phương cũng như là việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Như vậy thì nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân các cấp được quy định như ra sao ạ? Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng Nhân dân là 5 năm. Tính từ kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ khóa đó tới kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ khóa sau, chậm nhất là 45 ngày trước khi hết nhiệm kỳ thì Hội đồng Nhân dân khóa sau phải được bầu xong. Việc rút ngắn hoặc kéo dài thời gian của nhiệm kỳ thì phải được Quốc hội thông qua theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vị trí cũng như là vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân thì được quy định ra sao thưa luật sư? Đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, liên hệ chặt chẽ với cử tri, và đại biểu Hội đồng Nhân dân là chịu sự giám sát chặt chẽ của cử tri, thực hiện cái chế độ báo cáo cũng như là tiếp xúc cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ trả lời những thắc mắc cũng như là đơn thư khiếu nại của cử tri. Đại biểu Hội đồng Nhân dân giải quyết khiếu tố khiếu nại của cử tri địa phương. Bên cạnh đó thì đại biểu Hội đồng Nhân dân có nhiệm vụ vận động nhân dân tham gia thực hiện hiến pháp và pháp luật cũng như là vận động nhân dân cùng tham gia quản lý nhà nước. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thì bình đẳng trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến pháp luật cũng như là các vấn đề liên quan đến thực hiện cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này của chúng tôi. Thưa quý vị, đến đây chương trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau, phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021. Thân ái chào tạm biệt. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp 2021-2026.